Chào đón quý vị cùng đến với chuyên mục Thành phố chuyển động. Hà Trinh này, vào những dịp như là lễ Tết nè, sinh nhật nè, không biết Hà Trinh thường nhận được những món quà gì nè? Chắc chắn là phải có quà rồi đó. Nhưng mà thường bên cạnh những món quà thì Trinh còn hay nhận được những cái thiệp nhỏ nhỏ như thế này, ghi những lời chúc. Trinh thích đọc những cái lời chúc đó lắm. Và nhân nhắc đến những cái lời chúc trên những tấm thiệp á, thì Quốc Thái thấy là hình như lâu rồi thường là nhận được những tấm thiệp điện tử nè, hay là những lời chúc trên Facebook, những trang mạng điện tử này kia thôi, chứ lâu lắm rồi mình cũng không còn thấy những tấm thiệp nữa hay sao? Vậy chắc là Thái chưa để ý thôi. Trong năm vừa qua thì có nhiều hoạt động liên quan đến thiệp cũng rất là ý nghĩa đó nha. Chẳng hạn như là vừa qua có một cái chương trình từ thiện, các bạn trẻ đã cùng nhau vận động để mà tặng 2013 tấm thiệp, đúng cái năm nay luôn, để tặng cho các em trẻ mồ côi khuyến tật. Và cái hoạt động đó thu hút được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Ngoài ra còn có những chương trình như là tặng 3.000 tấm thiệp cho các chiến sĩ ở dàn DK1 nữa. Nhân nói về những tấm thiệp thì cách tặng thiệp hay là văn hóa tặng thiệp cũng là một nét văn hóa rất là thú vị. Cho nên là chương trình hôm nay có mời đến đây chuyên gia tâm lý Lê Thị Linh Trang sẽ bàn với chúng ta về vấn đề này. Chào chị Trang. Chào Thái và chào Trinh. Xin chào khán giả của chương trình. Chị Trang ơi, nãy giờ thì Hà Trinh với Quốc Thái cũng đang rất là tranh luận về vấn đề là văn hóa tặng thiệp. Theo Hà Trinh nhớ là vào năm 1848 thì phải, có một nhà quý tộc người Anh đã nhờ một người bạn của mình là George Hay đã thiết kế một cái tấm thiệp, trong đó có 3 phần. Một phần hình ảnh là cảnh gia đình Giáng sinh tụ họp với nhau rất là vui vẻ. Còn hai cái phần còn lại là hình ảnh những em bé mồ côi trên khắp thế giới được cho ăn và mặc ấm. Thì rất là ý nghĩa. Trên tấm thiệp đó còn có cả những cái lời chúc đầu tiên trên thế giới là Merry Christmas and a Happy New Year to you. Dịch ra tiếng Việt là chúc mừng năm mới và chúc mừng Giáng sinh vui vẻ cho bạn. Thì ngày nay mở rộng ra những ý nghĩa của tấm thiệp hiện nay như thế nào ạ? Trinh vừa cung cấp cho mọi người một cái thông tin rất là thú vị về những cái tấm thiệp. Ngày nay thì mình thấy thiệp nó rất là đa dạng đúng không? Người ta đưa cả những cái công nghệ hiện đại vào. Trẻ con thì mở thiệp ra có nhạc, rồi có đèn nhấp nháy, rồi có cả những tấm thiệp 3D. Rồi bên cạnh đó có những cái thiệp thủ công rất là tinh xảo làm bằng tay, có cái giá trị về văn hóa rất là nhiều. Và tấm thiệp luôn luôn đi kèm với nó là những cái lời chúc tốt lành. Như vậy, bản chất của tấm thiệp cho dù ở hình thức nào và ở thời đại nào, ở xã hội nào, thì các bạn có thấy rằng là khi ta nhận cái tấm thiệp đó là ta nhận một cái thông điệp của sự yêu thương và sự quan tâm của người khác. Nhưng mà việc chọn tấm thiệp thì dễ dàng rồi, nhưng mà ghi trên đó những gì mới là điều khó. Khó hơn cả việc mà đi ra ngoài mua một bó hoa hay là chọn mua một món quà. Không biết chị có cách nào dễ dàng cho Quốc Thái hơn, nhưng mà phải đặc biệt là phải có ý nghĩa nè, phải hợp tình hợp cảnh. Yêu cầu rất là cao. Và chị nghĩ mỗi khi mà Thái tặng cho ai cấm thiệp đó, chắc là đầu tư dữ lắm đúng không? Mất nhiều công sức và thời gian. Mặc dù trên thị trường có rất nhiều những cái kiểu dáng nó có sẵn rồi, nhưng mà trước khi nói đến nội dung câu chữ thì chị nghĩ chắc mình cũng phải quan tâm đến cái hình thức của nó một chút. Là khi mình chọn cái thiệp thì thứ nhất là nó phải đúng dịp. Chứ đừng nên chọn một cái thiệp mà vô thưởng vô phạt, có nghĩa là người nhận họ sẽ cảm thấy rằng là không cần lựa chọn gì cả thì cũng có thể có một cái thiệp, thì nó làm giảm cái giá trị đi một chút. Nhưng mà còn phải đúng với đối tượng nữa. Đối tượng thì mình phải quan tâm về lứa tuổi, về giới tính, về thành phần. Ví dụ như mình tặng cho phụ nữ thì cái thiệp nó phải mềm mại, duyên dáng một chút, cân nhắc một chút so với tặng cho đàn ông, nam giới. Hoặc là thiệp cho trẻ con thì hình ảnh nó phải vui nhộn. Và quan trọng hơn ngoài cái hình thức đó, đó thì là cái nội dung như Thái nói đó. Câu chữ là một cái điều quan trọng. Và hiện nay có nhiều cái cấm thiệp thì trên đó có những câu chữ rất là hay. Thì thứ nhất là mình có thể học hỏi từ những cái câu chữ đó. Và nếu như mình thấy nó có những câu chữ mà nó vui nhộn, nó phù hợp thì mình cũng có thể tận dụng luôn. Và chỉ việc ký cái tên vào đấy, thế là cũng ổn rồi. Vì vậy trước hết là trong những cái lời mà mình viết đó, thì mình phải đề cập đến đối tượng, đến mình. Và cái cảm xúc mà khi mình đang ghi cái cấm thiệp này để gửi đến họ mình muốn cái gì, thì tôi nghĩ rằng là cứ nghĩ cái gì thì nói cái đấy. Đôi khi một chút sự ngô nghê đó, nó lại đem lại cái cảm xúc thật cho cái người đọc nó. Nhưng cố gắng là viết cho nó ngay ngắn, tử tế, để mà người đọc họ cảm nhận được mình trân trọng và mình tốn nhiều công sức cho nó. Quả thật là cái việc tặng thiệp á, ban đầu mình nói cái việc rất là đơn giản đúng không? Chỉ cần mua tấm thiệp rồi đi tặng, nhưng mà không ngờ mình cũng phải tuân theo những cái bước rất là chặt chẽ, và đặc biệt là đặt cảm xúc của cái người viết vào trong đó.
Nhưng nhiều người tặng thiệp thì lại có một cái món quà đi kèm theo. Nếu như Hà Trinh muốn tặng thiệp cho bên Thái thì không có món quà thì Trinh chắc cũng ngại tặng cái tấm thiệp đó. Thì chị nghĩ sao về điều này? Nếu Thái nhận thiệp xong Thái có chờ đợi gì nữa? Cái Trinh nói hết rồi. Là vui rồi. Đấy, thấy chưa Trinh? Rõ ràng là chị nghĩ nhiều người cũng sẽ suy nghĩ giống như Thái đó. Có tặng là vui rồi. Và bản thân cái thiệp nó đã là một cái món quà. Món quà đó nhất là về giá trị về tinh thần. Và chẳng những là cho người thân mà thử một ngày nào đó đó mình gửi một cái cánh thiệp cho một chiến sĩ ở hải đảo, hay là một em bé khuyết tật nào đó, hay thậm chí trẻ nhỏ có thể vô tình gửi một cánh thiệp cho người bạn hàng xóm bên cạnh. Điều đó nó tạo nên một sự bất ngờ, mà bất ngờ thì nó luôn đem lại niềm vui lớn cho mọi người. Thấy chưa Thái, lần sau thì sinh nhật của Thái thì Trinh sẽ tặng Thái thiệp thôi, và đừng có trong lần có quà mà có một cái tình cảm ở trong đó, đúng không? Rồi, nhưng mà ngược lại với Hà Trinh á, ví dụ như một người nào đó tặng quà cho Quốc Thái mà không kèm theo thiệp á, thì Quốc Thái cũng thấy sao sao á. Các bạn có thấy đó, ông bà mình nói 9 người 10 ý, quả là không có sai đúng không? Người thì bảo là tặng thiệp thôi chưa có quà, người có quà thì lại đòi là tại sao không thấy thiệp. Cho nên có thể là về mặt tâm lý á, thì có nhiều người họ cũng ít quan tâm đến cái thiệp, mà họ nghĩ rằng là việc mình chúng ta chú trọng vào chọn cái món quà cho phù hợp thì người ta đã vui lắm rồi. Cho nên là vì mình cũng không chú trọng, thành thế ra riết rồi nó cũng thành cái thói quen, ít có đưa. Chính vì cái bản thân mình thói quen như vậy, cho nên khi mình tặng quà cho ai đó thì mình cũng không thấy được cái ý nghĩa quan trọng của tấm thiệp. Nên mình nghĩ tặng món quà là tốt lắm rồi, thì mình cũng không có tặng thiệp. Rồi riết rồi người nhận không có nhận được thiệp thì nghĩ chắc người ta không có nhu cầu thiệp, cho nên khi mà tặng lại món quà cũng không cần đưa thiệp luôn. Chính cái điều đó có thể nó làm ảnh hưởng đến cái thói quen trước đây mình có, là có những cánh thiệp rất là dễ thương như vậy. Vậy thì nếu như mà hôm nay nhân cái nhu cầu của Thái nhắc lại, thì nên chăng là nếu mình có thời gian thì chúng ta hãy chọn một cánh thiệp đi kèm với cái món quà. Nó sẽ tăng cái giá trị của món quà mà mình đầu tư lên rất là nhiều. Và cái quan trọng hơn là chính chúng ta khi mình có một cái thiệp thì mình cũng phải biết cách giữ gìn nó, tôn trọng nó. Thì chính những cái đó đó cũng gây một cái sự ảnh hưởng lây lan đến người khác. Vậy nếu được thì có cả quà, cả thiệp thì rất tốt. Quả thật khi mà nghe chị Linh Trang nói như vậy thì Trinh nhớ đến những cái cảm xúc khi mà mở những cái tấm thiệp Tết rồi Giáng sinh của những năm ngoái ra, đọc lại vẫn thấy được cái sự lan truyền cảm xúc ở trong đó. Vẫn thấy nhớ những cái kỷ niệm mà rất là xúc động. Nhưng mà quả thật là năm tháng qua đi thì không thể nào mà mình cứ ôm những tấm thiệp mình đọc suốt được. Thì Trinh thì thường cất trong một cái hộp, nhưng mà để như vậy thì nó cũng cũ đi rồi, cũng không có cách lưu giữ tốt. Chị Linh Trang có thể chia sẻ cho tất cả mọi người cái cách mình lưu giữ cho nó ý nghĩa nhất hay không? Điều này nó cũng tùy thuộc vô cái sở thích và cái quan điểm cá nhân của mỗi người. Ví dụ như với chị đó, thì mỗi một cái dịp nào đó mà người ta tặng thiệp thì nó đúng cái dịp đấy thì mình lấy hết ra, mình trưng bày ra đó cho nó thỏa mãn cái niềm sung sướng là mình được nhiều người quan tâm. Sau đó thì mình dẹp đi. Chị Trang cũng giống như Trinh, đó là xếp nó gọn gàng lại. Và chị nghĩ rằng chúng ta cái điều có thể làm là hãy dành một cái góc nhỏ bằng một cái hộp nào đó thôi. Chúng ta cứ xếp ngay ngắn vào trong đấy. Thứ hai, nếu mình có điều kiện hơn đó, thì mình dành một góc ở trong phòng hay trong nhà đó, để mình có cái sự trang trí đối với những cái thiệp, và để nó cái sự trân trọng nó theo cái tình cảm của mình đối với đối tượng. Tôi nghĩ rằng một ai đó họ đến tham quan nhà bạn, đến thăm nhà, mà họ chợt nhìn thấy cái thiệp của mình để ngay ngắn trang trọng ở trên kệ sách của Trinh chẳng hạn, thì cảm thấy là rất là hãnh diện và tự hào vì mình đã rất là được tôn trọng. Hy vọng rằng cái việc mà tặng thiệp qua buổi trò chuyện ngày hôm nay sẽ được khôi phục lại. Nói chữ khôi phục thì có vẻ là hơi quá, nhưng mà rõ ràng là mọi người nên sử dụng thường xuyên hơn để cho và nhận, để truyền lại những tình yêu thương của mình đến với mọi người, làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Cảm ơn chị Linh Trang vì đã chia sẻ trong ngày hôm nay về văn hóa tặng thiệp, và chắc chắn đây là những thông tin rất hữu ích cho quý vị khán giả, những người rất yêu thương và trân trọng những người thân gia đình của mình. Cảm ơn chị.